7 năm trước, sau khi nhà bị giải tỏa để xây cầu vượt ngã tư Sở, gia đình bà Nguyễn Thị Phúc được chuyển qua khu tái định cư 17/10 này. Khi mới đến ở, cuộc sống của bà cùng hàng trăm hộ dân khác vô cùng khó khăn vì nước máy không có, nhà cửa thường xuyên bong chóc, điện đóm, thang máy liên tục trục trặc. Trong khi đó, đơn vị quản lý tòa nhà thì thờ ơ, không hề quan tâm đến nỗi khổ của người dân. Tình trạng ấy chỉ bắt đầu chấm dứt từ năm 2008, khi cư dân ở đây tự thành lập hợp tác xã để quản lý khu nhà ở theo mô hình nước ngoài. Các đồng chí đã có những cái biện pháp để mà quan tâm đến đời sống của bà con, đấy, nâng cái chất lượng cuộc sống, là ví dụ như thế là làm sao mà cái điện nước ở đây là luôn luôn ổn định, chúng tôi không phải lo gì cả. Thế vệ sinh thì đã được sạch sẽ, thế và cảnh quan môi trường thì đẹp. Thế nhất là cái phí dịch vụ ấy mà, thì chúng tôi nếu mà so sánh với các nơi thì chúng tôi phải nói là cái mức đóng thì quá thấp, nhưng mà cái quyền lợi được hưởng, cái chất lượng phục vụ thì chúng tôi thấy rằng là rất tốt. Từ khi hợp tác xã nhà ở Thụy Điển đứng ra điều hành chung cư 17/10, mỗi hộ dân hàng tháng chỉ phải đóng 20.000 đồng cho tất cả các loại phí dịch vụ như vệ sinh, bảo vệ, an ninh, thang máy. Đây là mức phí rẻ hơn tới 7 lần so với chính các chung cư tái định cư khác trong khu vực. Hơn nữa, do ở đây người dân tự quản lý nhà của mình nên mọi hỏng hóc, trục trặc của tòa nhà đều được hợp tác xã tự giác đứng ra sửa chữa, thay thế trong thời gian sớm nhất. Chính cách điều hành nhanh chóng vì quyền lợi của cộng đồng như vậy nên hợp tác xã nhà ở Thụy Điển nhận được sự ủng hộ của người dân trong tòa nhà. Khi mà thành lập được cái ban lãnh đạo ở đây thì là tóm bắt được dân cư tứ phương đến, thì là đoàn kết xây dựng cái tổ khối phố này. Thì cái thứ nhất là trên cái phương diện là quản lý cái mặt bằng này để mà sinh hoạt cho nó sạch đẹp, hoặc là cái sinh hoạt đi lại cầu thang máy, nói chung là cái tinh thần ở đây là cái ban quản lý ở đây là điều hành xử lý tốt. Không những duy trì hoạt động của chung cư một cách ổn định, hợp tác xã còn tìm mọi cách để đời sống của người dân thêm thuận tiện. Ví dụ như xin cấp phép để mở nhà trẻ ngay trong chung cư. Cô giáo cũng chính là cư dân ở đây, giúp các gia đình có trẻ nhỏ không phải lo lắng đưa đón con em như trước. Đặc biệt hơn, ở nhà 17/10 này, ngoài chế độ thăm hỏi đau ốm, hiếu hỉ, hàng năm người dân còn được hợp tác xã thưởng Tết từ 200 đến 500 nghìn đồng mỗi hộ. Đây có lẽ là điều kỳ lạ mà chưa một chung cư nào ở Hà Nội làm được. Để có được kinh phí cho những việc này, lãnh đạo hợp tác xã đã phải tìm rất nhiều cách để mang lại thu nhập cho chung cư. Từ việc xin đấu thầu bãi trông xe, rửa xe, mở gian hàng tạp hóa, cho thuê địa điểm đặt máy ATM, đến cho thuê quảng cáo thang máy. Tuy nhiên, vì hoạt động theo mô hình hợp tác xã, nên mục tiêu đặt ra không phải là thu lợi nhuận, mà quan trọng nhất là tạo công ăn việc làm cho chính cư dân chung cư. Cái việc đầu tiên là giải quyết được cho khoảng trên dưới 20 người lao động tại tòa nhà này, cộng với cả khoảng trên dưới 10 người nữa là gọi là lao động theo tính chất thời vụ và công việc. Như vậy là tổng số trên 30 người có việc làm. Từ đó đến đây ở nhà này không có người thất nghiệp. Ai không có việc làm đặt vấn đề hợp tác xã sẽ tạo điều kiện có những công ăn việc làm phù hợp với người đó nếu họ muốn. Đấy là cái thành quả lớn nhất về an sinh xã hội. Và khi có việc làm thì chất lượng từng nhà, đời sống được cải thiện thì cái tòa nhà cũng được cải thiện. Nhờ những thành công sau 5 năm thử nghiệm, mô hình quản lý tại tòa nhà 17/10 của Hợp tác xã Nhà ở Thụy Điển đã được các tổ chức quốc tế vinh danh, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủng hộ và đang cho Liên minh Hợp tác xã Hà Nội nghiên cứu tổng kết để áp dụng tại các khu chung cư khác. Tuy nhiên, muốn nhân rộng mô hình này thì không phải là việc đơn giản. Cơ chế chính sách thì hạn mỏng quá. Tôi cho rằng với cái mô hình này sau 5-7 năm hoạt động và có hiệu quả như thế này, dân đã thấy rồi và xã hội thừa nhận và chấp nhận nó, thì cần khẩn trương nhân rộng nó lên. Bởi vì nhân rộng không phải chỉ bằng tuyên truyền mà phải bằng cơ chế chính sách. Thì ngoài cái luật nhà ở phải có một cái luật nhà chung cư quản lý vận hành các nhà chung cư, và các văn bản dưới luật có như thế mới tạo điều kiện cho cái môi trường pháp lý thuận lợi, tâm lý thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển.
là giải quyết cái sở hữu chung trong tòa nhà, cụ thể là cái tầng 1. Nếu như cái tầng 1 mà có điều kiện mà giao cho hợp tác xã nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã để tổ chức các dịch vụ đáp ứng các hộ dân trên trong cái tòa nhà chung cư thì sẽ rất thuận lợi cho cái việc ra đời và hình thành các hợp tác xã. Trong bối cảnh hàng loạt các khu chung cư cao cấp liên tục xảy ra tranh chấp, khiếu nại, gây bất ổn đời sống, thì việc một khu chung cư tái định cư gồm nhiều thành phần phức tạp lại có thể hoạt động một cách hiệu quả, đồng thuận như nhà 17T10, có thể xem là một điểm sáng trong quản lý chung cư ở Hà Nội hiện nay. Tuy nhiên, nếu muốn biến mô hình này thành lời giải cho bài toán quản lý chung cư hiện nay, có lẽ cần nhiều sự hỗ trợ thiết thực hơn là chỉ trông đợi vào sự đồng lòng và nhiệt tình của một vài cá nhân.